Siêu thị điện máy Pico xin chào các bạn. Hà Nội của chúng ta nói riêng và các tỉnh miền Bắc nói chung đang trải qua chuỗi ngày nắng nóng dữ dội. Có những nơi nền nhiệt lên đến hơn 40 độ C. Chắc hẳn trong mỗi rỗi gia đình chúng ta, nhu cầu để sắm một chiếc điều hòa làm mát cho gia đình bạn đang là một nhu cầu thiết yếu. Không biết nhiều các bạn như nào, nhưng với Đạt và gia đình của Đình Đạt thì điều hòa là thứ tồn tại duy nhất, còn những thứ khác có hay không không quan trọng. Ngày hôm nay, mình giới thiệu với các bạn một dòng điều hòa mới ra mắt năm 2020 của hãng GD, một dòng điều hòa có tên là Investor Bula, với đầy đủ các tính năng của những dòng điều hòa cao cấp nhưng mức giá lại cực kỳ phải chăng. Nói đến đây, chắc hẳn các bạn đang rất tò mò về các tính năng của sản phẩm này rồi đúng không? Nào, hãy cùng Đình Đạt đi tìm hiểu về sản phẩm này nhé. Đầu tiên, phải kể đến tính năng Real Investor trên chiếc điều hòa Bula, giúp duy trì công suất motor ổn định theo thời gian. Máy sẽ tự điều chỉnh công suất thấp hoặc cao để làm lạnh sao cho phù hợp mà không phải liên tục bật tắt, mang lại khả năng tiết kiệm điện đến 60% so với chiếc điều hòa thông thường. Nhờ được trang bị cánh đảo gió kép, kết hợp hệ thống quạt dàn lạnh 7 cấp độ và công nghệ Real Cool, điều hòa Bula có khả năng tạo ra hơi lạnh nhanh, sâu, tỏa đều khắp căn phòng. Công nghệ cảm biến nhiệt iFuel được tích hợp trên chiếc remote điều hòa giúp cảm biến nhiệt môi trường xung quanh và truyền nhiệt độ đến dàn lạnh. Sau đó, máy lạnh sẽ tự động điều chỉnh tăng hoặc giảm nhiệt độ và lưu lượng gió phù hợp để nhiệt độ cài đặt luôn chuẩn nhất tại vị trí của người dùng. Với chế độ làm lạnh turbo mà chỉ có thao tác cực nhanh và đơn giản là ấn nút turbo trên chiếc remote điều hòa, động cơ của điều hòa sẽ hoạt động với công suất lớn nhất, giúp làm lạnh chỉ trong vòng 3 phút sau khi khởi động, cho cảm giác mát lạnh ngay tức thì bạn không phải chờ đợi lâu. Bên cạnh đó, công nghệ Go Plasma sẽ sản sinh ra hàng tỷ ion âm, khả năng tiêu diệt hơn 99% vi khuẩn, giúp cải thiện chất lượng không khí và đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Đặc biệt, đối với những dòng có công suất lớn từ 18.000 BTU đến 24.000 BTU sẽ được trang bị một chế độ đảo gió 4 hướng, giúp hơi lạnh lan tỏa khắp căn phòng và tránh thổi trực tiếp vào người mình. Vâng, và vừa rồi Đình Đạt đã cùng với các bạn đi tìm hiểu những tính năng chi tiết nhất của dòng sản phẩm này. Tại Việt Nam, GD ra mắt chính sách bảo hành vượt trội 5 năm với sản phẩm và 10 năm cho máy nén. Đây có thể được coi là một chính sách bảo hành tốt nhất cho các dòng điều hòa tại Việt Nam hiện nay, đồng thời cũng là lời cam kết của GD đối với khách hàng về chất lượng của sản phẩm. Nếu các bạn có thắc mắc gì về sản phẩm, vui lòng comment ở bên dưới. Đình Đạt sẽ hỗ trợ các bạn một cách sớm nhất. Cũng đừng quên ấn like, đăng ký kênh để theo dõi những sản phẩm và những chương trình khuyến mại mới nhất của Pico các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.